Rồi, xin chào các bạn. Sau 9 ngày làm việc liên tục thì Khoa có một ngày nghỉ phép. Thì sẵn bữa nay ở nhà cũng không có gì làm. Có một bạn hỏi về cái kỳ thi vấn đáp, cụ thể hơn là có những cái nội dung nào. Thì Khoa chia sẻ cái phần đầu tiên mà dễ chia sẻ nhất, đó là phần 10 phút đầu gọi là hâm nóng của cái kỳ thi 4 vòng vấn đáp mà tất cả các cái intern pharmacist, là cái dược sĩ thực tập, bắt buộc phải thi đậu và làm đủ số giờ như Khoa nói trong cái clip trước để lấy được cái chứng chỉ hành nghề tại Úc. Rồi thì cái dòng đầu tiên này người ta sẽ cho các bạn 5 thuốc đó, và cái 5 thuốc này nằm trong danh mục của hơn 100 mấy thuốc được cấp phát phổ biến nhất ở Úc đó. Và thường á, nó sẽ có những thuốc ngoài cái danh mục này, thì chủ yếu là các bạn học cái cuốn Australian Medicine Handbook, Khoa sẽ gửi cái link phía dưới cái phần mô tả là để các bạn theo dõi. Thì cái cuốn này nó gồm 20 chapter, 20 chương, gồm tất cả các thuốc của tất cả các hệ cơ quan điều trị, từ các bạn đi từ đầu xuống chân là các bạn học được, ví dụ như là thuốc điều trị thần kinh, điều trị các bệnh về mắt, tai mũi họng đó, các bệnh về đường hô hấp, các bệnh tim mạch, rồi tiêu hóa, hệ sinh dục, cơ quan tiết niệu, các thứ, đi từ trên xuống dưới. Đó. Rồi thì với 5 thuốc này các bạn có 10 phút và các bạn phải đi qua những cái nội dung như sau. Thứ nhất là drug class, là cái nhóm thuốc điều trị là gì, vào chút xíu về cơ chế tác dụng. Thứ hai là cái indications, là cái chỉ định của thuốc là gì. Thứ ba là cái dosage form, hay là cái dosing guide, là cái khoản liều điều trị và những cái dạng bào chế mình có trên thị trường là gì. Và cuối cùng rất là quan trọng, không phải cuối cùng nữa mà là nó có hai nội dung thường gặp với nhau, đó là counseling points, là những cái điểm mình cần phải counsel bệnh nhân như thế nào đó, và monitoring point là mình phải theo dõi những chỉ số gì khi mà sử dụng những cái thuốc này. Rồi thì không gì rõ ràng bằng demo trực tiếp, cho nên đó là cái video clip này Khoa sẽ phải làm bằng tiếng Anh đó, và Khoa sẽ làm cái phần chú thích caption ở bên dưới, các bạn nhớ bật caption lên để dễ theo dõi đó. Là cái 10 phút đầu tiên là của kỳ thi vấn đáp thì họ sẽ làm gì. Rồi, 5 thuốc ngày hôm nay mình thi ha, sẽ là simvastatin, duloxetine, methotrexate, alendronate và clozapine. Đó, thì bây giờ các bạn canh giờ 10 phút nha. Khoa sẽ bay vô và Khoa nói dồn dập 5 thuốc này. One, simvastatin is an HMG-CoA reductase inhibitors used in the treatment of hyperlipidemia, hypercholesterolemia, and the dose range from 5 mg to up to 40 mg once a day, normally taken at night time, and we need to monitor for any signs of muscle sore, muscle pain within the first 3 to 4 weeks when the patient starts medications, and we need to monitor LFT, liver function test level as well, within the first 6 months, because this can elevate the liver enzymes. And also, we need to monitor if there's any interaction within the cytochrome 3A4 enzymes in the liver. And of course, we need to monitor the patient's response with the cholesterol level within 3 months, every 3 months, ideally, when they first start the treatment. Second is duloxetine. It's an SNRI, or the serotonin norepinephrine reuptake inhibitors for the treatment of depression and anxieties, and can also be indicated for neuropathic pain treatment. The dosage range starting from 30 to 60 milligram once a day, and normally I would advise the patient to take in the morning because this can keep you awake, but then some people may experience some drowsiness side effects, so we need to counsel them to not drive when they're on the medications. And also we need to monitor the response to the treatment within 4 to 6 weeks after they start the treatment. And especially if the patients experience any suicidal thoughts, we need to counsel them on that, because for the first initial doses can increase suicidal thoughts in those patients. And duloxetine, like any other antidepressant, it can cause increased serotonin level in the system, so they can experience any signs of serotonin problem or serotonin syndrome, like hot flush, shaky hands, palpitations, and all of that. If they experience any of those symptoms, they need to tell their doctors as soon as possible. Third one is methotrexate, which is an anti-metabolite known as an immunosuppressant, can be indicated for the treatment of rheumatoid arthritis and psoriasis or any autoimmune disease. Normally we start 7.5 mg once a week on the same day each week, and then we can go up to 20 milligram once a week. Dose higher than 20 milligrams, we need to observe any signs of toxicity. And normally we need to advise the patient to take on the same day each week, like every Monday or every Thursday,
And of course, when they start these immunosuppression, we need to monitor for any signs of infection, like any fever, any sore throat, you know, skin rash and all of that. They need to inform their GP, especially within the first few months when they first start the medication. And because it's interfere with the folic acid cycle, so the patient may need to be to have some folic acid supplements as well when on the treatment. And to monitor response of the medication, we need to advise the patient to monitor their CRP, C-reactive protein, to make sure that it's actually respond to the treatment, and also any signs of reduction in joint pains and inflammatory pains, all of that. And normally we can see the response within every 3 to 6 months when you first start the treatment to see if this is the right medication for the conditions. The next one is alendronate. Alendronate is a bisphosphonate, interfere with the osteoclast mediated resorption, bone resorption, in the treatment of osteoporosis and also Behçet's disease. Normally we start with 10 milligram once a day, or to make it easier for some patients, we can use a 17 milligram once a week on the same day each week. And for this particular medication, we need to advise the patient to take at least 30 minutes before, normally before breakfast, the first meal of the day, and then they need to stay in upright posture for at least 30 minutes, half an hour after they take the medication. And they need to drink with a full glass of water to make sure it flush everything down through their stomach, because this medication can cause reflux and other esophageal problem. It can be quite interfering with some mineral supplements like calcium or magnesium. So if the patient's taking any multivitamin or mineral supplements, they need to take it at least 2 hours away from this medication, as well as some antacids as well. What to monitor? We need to monitor for bone density test and all of that, and also any increase in fracture risks and things like that for the patient with osteoporosis. And also, one of the rare side effects of bisphosphonate is osteonecrosis of the jaw. So the dentist need to examine that and make sure this sort of side effect doesn't happen. And one of the typical side effects is reflux. So people that taking alendronate may not comply with the treatment because of the worsening reflux in their problem, if they have any reflux, underground reflux problem. So the last medication is clozapine. So clozapine is a atypical antipsychotic, new second generation of antipsychotics, indicated for the treatment of resistant schizophrenia. And normally we start with 12.5 milligram once or twice a day, and then we up the dose by 25 to 50 milligram incrementally every day. We can go slow or we can go fast, depends on how the patient respond for the first 18 weeks until the patients reach the level that they respond quite well with their schizophrenic problem. For this medication in specific, we need to start the medication while in hospital settings, because we need to monitor their ops for the, especially for the first 24 hours, like blood pressure, their heart rate, their heart rhythms and all of that, and maybe we have to perform some ECG as well if they have any arrhythmic problem. And one of the side effects of this medication is neutropenia or a granulocytosis, which means we need to monitor their absolute neutrophil count, and especially for the first 18 weeks. Blood test regularly every week for the first 18 weeks, and then if everything's settled, we change to maintenance dose. The patient can be monitored, can have the blood monitor in the community setting every month. One of the potential side effects of this one as well is because it has some anticholinergic side effects, we need to monitor any signs of anticholinergic problems like dry mouth, dry nose, dry eyes, constipation, urinary incontinence, and they may have some metabolic problem as well. So they need to have some metabolic screening every 3 months to check the cholesterol level, their lipid level,
And of course, if they have any signs of APSE or extra pyramidal side effects like tactile dyskinesia, akathisia, those symptoms need to be taken into account when patients take an antipsychotic like clozapine. And very important that the patient comply with this medication. And if they forget the dose, or if they don't take the dose for 5 days or more than 3 days, they need to see a psychiatrist, and we may have to restart the whole protocol if non-compliance issue is an issue with this patient. Rồi thì thường á là khoa sẽ nói rất là nhanh, đặc biệt là khoa sẽ lướt qua những cái thuốc mà đơn giản, chủ yếu là tất cả những gạch đầu dòng của năm cái mục mà mình cần phải cover với những thuốc đơn giản, rồi sau đó là dành nhiều thời gian cho những thuốc phức tạp hơn để mình nói nhiều hơn về tác dụng phụ của nó. Và thường khoa sẽ kết thúc cái phần năm thuốc của mình là khoảng 7 tới 8 phút, sau đó còn 2 phút mình thấy mình còn thời gian thì mình quay lại mình coi cái gì mình nhớ ra thêm thì mình bổ sung nhiều thêm. Thì phần này chú là hâm nóng, hầu như tất cả các cái thí sinh của dòng thi vấn đáp đều trải qua được cái dòng này, để từ đó vô những dòng tiếp theo nó sẽ khó hơn challenge hơn rất là nhiều. Rồi thì clip bữa nay làm ngắn gọn vậy, thì hy vọng là cho bạn thêm được chút thông tin để như mà ai mà có cái ý định mà chuẩn bị cho cái kỳ thi chuyển đổi hành nghề sau này qua bên Úc thì các bạn cũng coi như là có thể, đặc biệt là sinh viên dược ở Việt Nam bây giờ là có thể học những cái thuật ngữ, những cái nội dung này còn ở trong trường đó, và bắt đầu học dần, làm quen với thuật ngữ tiếng Anh dần. Thấy đó là cái khoảng mà đau đầu nhất của dược sĩ mình ở Việt Nam, toàn là học bằng tiếng Việt, cho nên cạnh tranh để có được cái tấm chứng chỉ hành nghề với các bạn dược sĩ Ấn Độ hay dược sĩ Philippines rất là khó, tại vì họ học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thì hy vọng là các bạn thấy clip này có ích, và đừng quên subscribe Dược sĩ Việt Úc để tiếp tục theo dõi hành trình của khoa bên Úc nhé. Chào các bạn.